Buổi sáng đầu tuần tiệc tuyệt vời nha các chị em. Chăm da với cả Vân Anh nha. Dùng cái chai nô năm này. Trời ơi, hôm nay đi đâu ai cũng khen là có cái mái tóc của mẹ bỉm đẹp quá. Chăm da với mình nhé mọi người. Mình sử dụng nhiều lên một chút thì cái da của mình nó sẽ được khỏe và đẹp hơn. Với nâu năm này thì dành cho các chị em là muốn trẻ đẹp, khỏe đẹp và nuôi da từ gốc. Nuôi dưỡng cho da, đảm bảo cho da của mình đi đâu nó cũng sáng hồng, rạng rỡ lên luôn. Và đặc biệt là các chị em mà nếu như mà vừa mới điều trị bằng laser siêu high hay là điều trị bằng tất cả những cái phương pháp điều trị gì đó, vân vân đó mọi người, thì các chị em nhớ nuôi. Bình thường là mình đã nuôi là đã ngon lành rồi, nhưng mà khi mà da của mình nó đang tổn thương á, các chị em mà tác động vào da mà các chị em nuôi thì da còn tuyệt vời hơn nữa đó chị em. Nó dễ thẩm thấu hơn rất là nhiều á mọi người. Đó. Và khi mà các chị em nuôi về da từ gốc như thế này xong á chị em, thì các chị em sẽ rất cảm thấy cái da của mình nó rất là săn chắc. Những cái vùng ở trên da bình thường mà các chị em sẽ thấy là nó dễ bị chảy xệ, ví dụ như vùng má này, vùng mắt này, thì các chị em sẽ thấy nâng cơ lên rất là nhiều nha chị em. Và khi mà mình kinh doanh với Atanin á, thì các chị em chỉ cần bắt đầu với từ 5 sản phẩm là các chị đã em đã có thể kinh doanh được với Atanin rồi. Đặc biệt nữa là có chị em nào mà muốn trải nghiệm về những cái điều trị các chị em bị thâm sạm nám tàn nhang ấy chị em, thì các chị em trải nghiệm đi, có thể kết hợp với lăn kim, có thể kết hợp với cả những cái phương pháp ví dụ như là peel da cũng được các chị em. Rồi sau đó thì mình sử dụng với cả cái chai nâu năm này thì cực kỳ là hiệu quả, nguyên cả một combo luôn chị em nhé. Các chị em có thể thoa thêm một cái lớp serum vàng xuống dưới, rồi sau đó mình thoa cái kem ngày lên trên. Serum vàng mình đang để ở dưới phòng của bà ngoại rồi nên là cũng chưa mang lên nữa. Đó. Đúng là bí kíp là cũng không phải là để mở một bộ đâu, mà là mỗi một nơi chắc phải để một bộ thì mới nhớ được là để sử dụng hết đấy. Rồi và sau đấy là mình thoa cả cái vùng cổ này nữa nhé cả nhà. Thoa cả vùng cổ nữa. Kem dưỡng ban ngày này thì vừa có tác động chống nắng cho các chị em rồi, vừa nuôi dưỡng da, và nó cũng có một cái lớp mà làm trắng hồng cái da của mình lên á. Nên nếu chị em nào mà cần đi tiệc, cần make up hay là cần da của mình trắng sáng hơn thì các chị em chỉ cần xài. Hello em. Đó, thì các chị em xài cái hũ kem ngày như thế này là ok. Còn chị em nào mà không có xài kem ngày thì mọi người nhớ là phải dùng cái chống nắng này nhé cả nhà nhé. Đó, chống nắng S8 này. Trời ơi, mình nói thực chứ khi mà các chị em mà thoa lên á, mình cảm giác cái da của mình nó sung sướng lắm luôn á. Thứ nhất là được bảo vệ, mình đi ra ngoài nó không bị rát, bị khó chịu. Hai nữa là khi mà các chị em thoa lên xong á, là cái da của mình nó sáng hồng lên, mình không cần phải thoa phấn nữa. Thực sự là Vân Anh chẳng bao giờ phải xài phấn đâu mọi người. Bởi vì xài phấn thì cái da của mình về mình phải tẩy trang, rồi mình phải nhiều các công đoạn. Nói chung là trừ những cái bữa tiệc quá quá đặc biệt thôi mọi người ạ. Những cái sự kiện quá đặc biệt thôi. Còn đa số thì chắc là một năm mình không xài phấn được tới 2-3 lần nữa. Kể cả có đi sự kiện thì anh cũng chỉ có dùng cái hũ kem ngày này là ok. Rồi, mọi người thấy không ạ? Da của mình nó sẽ mướt, căng, hồng và trắng sáng luôn. Nhớ là phải thoa nhé mọi người nhé, thoa trước khi mình ra ngoài nắng. Thậm chí là nếu như mà các chị em mà muốn an toàn hơn ấy, thì thực sự là kể cả mình ở trong nhà dù trời nắng hay trời mưa mình vẫn phải sử dụng để nó vừa dưỡng vừa chống nắng vừa nuôi cho da của mình. Và các chị em muốn kinh doanh về Atanin thì các chị em có thể inbox cho bất cứ một đại lý nào của Atanin để mọi người sẽ có thể hướng dẫn và chia sẻ với các chị em những cái phương pháp, những cái cách dùng để đạt hiệu quả tốt nhất, hay là mọi người sẽ có thể giúp cho các chị em có được những cái cách để mà các chị em biết được chăm da như thế nào và hiệu quả ra sao. Có rất là nhiều các câu chuyện thành công của các khách hàng của mình để các chị em tự tin mình sử dụng trải nghiệm và sau đấy là mình chia sẻ tới rất nhiều người hơn chị em nhé. Và chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật là tuyệt vời. Bye bye mọi người.